Chắc hẳn trong chúng ta, không ai có thể tránh được nỗi buồn và cảm giác đau lòng, mất mát hay tổn thương. Bên cạnh đó, việc an ủi người đang đau buồn tưởng chừng như đơn giản, nhưng đây lại là một vấn đề lớn với nhiều người, bởi vì họ không biết phải mở lời từ đâu và phải làm như thế nào. Nếu bạn từng rơi vào trường hợp trên, thì đừng bỏ qua những thông tin bổ ích trong video sau của Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé! Làm thế nào để an ủi người đang buồn? Đau buồn là trạng thái cảm xúc tiêu cực, diễn ra không theo một trật tự hay quy tắc đúng sai nào cả. Ai cũng có thể buồn bởi những lý do khác nhau, như khi công việc không thuận lợi, gặp khó khăn trong cuộc sống, hay thậm chí chỉ là không có việc gì để làm, không có ai hiểu và cảm thông, cũng có thể khiến chúng ta cảm thấy buồn. Với một số người, khi gặp chuyện đau buồn, họ thường sẽ ủ rũ, khóc lóc, kể lể hay kêu than rất nhiều. Điều này có thể khiến những người xung quanh cảm thấy phiền phức, mệt mỏi và khó chịu. Dẫu biết chúng ta không phải là người gây ra nỗi buồn cho họ, nhưng chúng ta vẫn có thể là người an ủi, giúp họ nguôi ngoai đi phần nào. Đó là cách tốt nhất chúng ta nên làm để giúp đỡ người thân và bạn bè đang gặp phải chuyện buồn. Và dưới đây là những cách an ủi người khác mà bạn có thể làm. Nói với người đang đau buồn rằng bạn ở đó vì họ. Khi ai đó có người thân mất, hãy cho họ biết rằng bạn quan tâm đến họ và sẵn sàng lắng nghe mọi cảm xúc của họ trong khoảng thời gian này. Đây là một trong những cách an ủi đối với những người vừa có người thân qua đời. Chúng ta đều hiểu rằng đau buồn là trạng thái cảm xúc tiêu cực kéo dài, khó có thể vượt qua nhanh chóng. Có thể phải mất một thời gian dài để học cách sống chung với nó, và nó có thể không bao giờ biến mất hoàn toàn. Trong khi nhiều người trong chúng ta lo lắng không biết phải nói gì với một người đang đau buồn, thì việc lắng nghe thực sự quan trọng hơn. Thông thường, những người có thiện chí sẽ tránh nói về sự mất mát hoặc thay đổi chủ đề khi câu chuyện dần đề cập đến người đã qua đời. Giúp họ chia sẻ và cởi mở hơn, đây là một trong những cách an ủi người khác đang buồn. Mặc dù bạn không nên ép ai đó mở lòng, nhưng điều quan trọng là phải làm cho họ biết được và có cảm giác rằng bạn luôn ở đó để lắng nghe nếu họ muốn nói về sự đau buồn của mình. Việc được giải tỏa, nói chuyện thẳng thắn về nguyên nhân gây ra sự đau buồn và tổn thương cũng sẽ giúp tâm trạng của người đau buồn trở nên tốt hơn. Và khi cảm thấy thích hợp, bạn hãy hỏi những câu hỏi tế nhị, không tọc mạch để họ có thể bộc lộ cảm xúc một cách cởi mở. Hãy bắt đầu những câu hỏi đơn giản như: bạn có cảm thấy muốn nói chuyện với tôi không? Nói với họ rằng hãy chia sẻ nỗi đau buồn với bạn hay bạn bè, gia đình của họ và các thành viên khác trong xã hội. Việc đó sẽ khiến họ cảm thấy nhẹ lòng và dễ chịu hơn. Lúc này, cảm giác đau buồn cũng sẽ từ đó mà mất dần đi. Hãy để họ cảm nhận được sự đồng cảm. Một trong những cách an ủi người đang buồn là hãy để họ cảm nhận được sự đồng cảm. Hãy ở bên và cho họ biết bạn sẵn sàng ở bên cạnh, lắng nghe và thấu hiểu câu chuyện buồn của họ. Có thể bạn không giúp họ giải quyết hay thoát ra khỏi cảm giác đau buồn, nhưng việc bạn ở đó giúp họ có cơ hội được chia sẻ đã là sự giúp đỡ lớn lao. Bởi lẽ, chỉ cần cảm giác có được người ở bên cạnh cảm thông, thấu hiểu nỗi lòng cũng đã là món quà tinh thần vô cùng quý giá mà ai cũng mong muốn có được. Hãy trung thực. Hãy nhớ rằng sự cởi mở, chia sẻ nên được xuất phát từ cảm xúc chân thật nhất. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái hoặc không biết phải nói gì, thì đừng ngần ngại nói điều đó với họ. Đừng khiến họ cảm thấy sự giả tạo hay gượng gạo. Điều đó sẽ chỉ càng làm nỗi buồn của họ trở nên nặng nề hơn. Tập trung lắng nghe. Lắng nghe là việc đầu tiên và vô cùng quan trọng khi bạn muốn một ai đó bớt đau buồn. Nếu đã sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn với bạn bè hay người thân, bạn hãy để họ kể những câu chuyện hoặc suy nghĩ của họ, mặc dù có thể điều này đã được kể nhiều lần. Những điều không nên làm khi ai đó đang đau buồn. Thông thường, sự đau buồn của một người có thể ở các mức độ khác nhau, với cách biểu hiện ra bên ngoài cũng khác nhau. Tuy nhiên, đa số người đau buồn sẽ không muốn chia sẻ bởi vì họ sợ không có ai hiểu hay thông cảm. Họ sợ nỗi buồn của mình lại trở thành chủ đề bàn tán hay bị người khác cười nhạo. Tuy nhiên, nếu biết họ đang gặp phải chuyện tồi tệ thì chúng ta cũng không nên dửng dưng thờ ơ
mà hãy làm điều gì đó giúp họ vượt qua cảm xúc tiêu cực này và tuyệt đối tránh làm những điều sau. Không nên lặp lại những điều bạn đã nghe, tránh nói những câu đơn giản hoặc sáo rỗng để cố gắng làm cho họ cảm thấy tốt hơn. Điều này có thể khiến họ cảm thấy sự giả tạo và không tin tưởng bạn. Bên cạnh đó, đừng so sánh mất mát của họ với mất mát mà bạn hoặc người khác đã trải qua. Bởi vì mọi mất mát đều khác nhau. Việc so sánh chỉ làm họ cảm thấy không được trân trọng và sẽ càng chịu tổn thương nhiều hơn. Bạn cũng đừng ép buộc bắt người đang đau buồn phải làm gì để trở nên tốt hơn hoặc làm thế nào để không đau buồn. Điều đó sẽ chỉ khiến họ cảm thấy gượng ép, khó chịu và thêm cảm giác bức xúc, ức chế. Đừng bảo họ thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống của họ. Chỉ cần lắng nghe và khuyến khích họ để nỗi đau tự nhiên nguôi ngoai đi. Phán xét là hành động không nên có trong nhiều trường hợp, đặc biệt là với người đang mang cảm xúc đau buồn. Bạn hãy cố gắng không đánh giá sự đau buồn của bạn bè hoặc người thân như thế nào. Mỗi trạng thái đau buồn đều xảy ra vì những lý do, hoàn cảnh khác nhau và tùy cảm nghĩ của mỗi người cũng khác nhau. Đau buồn có thể liên quan đến những cảm xúc và hành vi cực đoan như cảm giác tội lỗi, tức giận, tuyệt vọng và sợ hãi. Một người đau buồn có thể kêu than, ám ảnh về sự ra đi của những người thân yêu hoặc khóc hàng giờ liên tục khi gặp phải chuyện không may. Họ cần được trấn an rằng những gì họ cảm thấy là hoàn toàn bình thường. Tuyệt đối đừng phán xét họ hoặc nhìn nhận phản ứng đau buồn của họ một cách phiến diện. Những lúc như thế này, bạn cần chú ý hơn nữa đến lời nói của mình. Đừng sử dụng các câu bắt đầu bằng những cụm từ mang ý nghĩa đang ra lệnh như bạn nên, bạn hãy, bạn phải. Tóm lại, khi người khác gặp chuyện đau buồn, họ thường sẽ ủ rũ, khóc lóc hay kêu than rất nhiều. Điều này có thể khiến những người xung quanh cảm thấy phiền phức, mệt mỏi và khó chịu. Dẫu biết chúng ta không phải là người gây ra nỗi buồn cho họ, nhưng chúng ta vẫn có thể là người an ủi, giúp họ nguôi ngoai đi phần nào. Bởi vì khi phải chịu đựng nỗi buồn trong một thời gian dài mà không được chia sẻ với người khác, thì sức khỏe tâm thần của con người có thể sẽ bị ảnh hưởng xấu, dẫn đến những hành vi tiêu cực, khó lường trước hậu quả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu thấy bổ ích, đừng quên like, share và subscribe cho Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào!